Ngọn nến nguyện cầu hướng về 39 thủ nhân đi tìm sinh lộ lại gặp phải tử huyệt tại Anh Quốc. Đó là một bài viết của tác giả Đặng Hữu Nam được đăng trên Dân Làm Báo. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe sau đây. Xã hội định hướng, Đảng là chân lý, là lương tâm, ai đó có thể sai, chứ các đồng chí Stalin, Mao Trạch Đông không thể nào sai được. Chúng ta thường nghe, mất mùa là tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Trời già nép lại một bên, để cho nông hội đứng lên làm trời. Để thay trời đổi đất, sắp đặt lại giang sơn. Bởi vì thần thánh kết rồi còn lại ta, một cụm lá xanh giữa đất già. Được đào luyện trong thể chế vô thần phi nhân đó, không lạ gì con người là không sợ trời có mắt, không lo làm lành tránh dữ, không cần cha mẹ hiền lành để đức cho con, nên sẵn sàng đấu tố giết chết cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu, bạn hữu, ân nhân để cướp của, cướp quyền, giữ ghế, giữ chức, lại coi đó là đạo đức, phong cách, phải ra sức thi đua học tập. Với đỉnh cao trí tuệ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình toàn diện của Đảng, bàn tay ấy đã làm nên những điều mà nhân loại không thể làm được. Thác Bạt Giốc không còn, ải Nam Quan đã mất, Hoàng Trường Sa đã bị chiếm, các vị trí trọng yếu quốc phòng như Tây Nguyên, Vũng Áng đã đổi chủ, bãi Tư Chính đang bị xâm chiếm, nhưng Đảng cai trị lại lấp liếm, xảo biện, chẳng dám mở miệng gọi tên kẻ thù. Người dân không có quyền lực đối với chủ quyền quốc gia và ngay chính trên mảnh đất của ông bà để lại. Bàn tay ấy đã làm suy thoái kinh tế, suy đồi luân lý đạo đức, bất ổn xã hội, gia tăng bạo lực và bất công. Bàn tay ấy đánh cháo sự thật, bẻ cong chân lý, chà đạp nhân phẩm, tước đoạt nhân quyền, tiêu diệt tôn giáo. Bàn tay ấy dâng nước cho tàu cộng, phủ nhận ý kiến cảnh báo đất nước lâm nguy của nhân sĩ trí thức yêu nước, đàn áp, bắt bớ, đấu tố, bỏ tù, thủ tiêu những người đấu tranh dân chủ, nhân quyền, bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ. Bàn tay ấy đã biến 90 triệu con rồng cháu tiên anh dũng thành những người nhu nhược, vô cảm, độc ác và man rợ. Bàn tay ấy kéo đám mây điện toán và trí não người Việt về nhà, giữ biển đảo bằng cờ, chống ngập lũ bằng lu, biến cô giáo thành con đĩ, bác sĩ thành con buôn, chùa chiền thành động quỷ, trí sĩ thành bưng bô, con đồ thành lãnh đạo, không não thành thủ khoa, chó gà có bằng tiến sĩ, hiện tại thì bắt bỏ tù, thằng mù lãnh đạo, lũ ngu dẫn đường. Bàn tay ấy đưa Việt Nam lên áp chót các quốc gia đáng sống, đứng đầu về ô nhiễm, chỉ số minh bạch, đàn áp tôn giáo, sát thủ tự do ngôn luận của thế giới. Bàn tay ấy đưa Việt Nam vào cuộc cách mạng 4 chấm, với đặc sản, hoang tưởng, nói dối không biết ngượng, sai mà cứ cãi, có lỗi mà không nhận, không sửa và không từ chức, thích đổ thừa, tuyên truyền, lọc lờ và nổ bậy. Bàn tay ấy đã tạo ra một bộ trưởng bộ quốc phòng không đọc được bản đồ, tướng lĩnh không biết cầm súng, bộ trưởng y tế buôn bán thuốc giả, bộ trưởng giáo dục nói ngọng kiêm tú bà, bộ trưởng công thương kiểm định phân bằng mồm, bộ trưởng giao thông nghiệm thu đường bằng mũi, bộ trưởng bộ tài nguyên bơi biển Vũng Áng, phùng mang trợn mồm, nhồm nhoàn ăn cá Formosa, hít thở bụi mịn và khí thủy ngân, uống nước trộn dầu thải. Bàn tay ấy đã biến cần lao nước Việt thành cô dâu, nô lệ tình dục, nhân công chồng cần xa khắp nơi trên thế giới. Bàn tay ấy đưa bọn chân dài não ngắn, chặt củi, thiết heo, bán trao lòng, gội đầu rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Bàn tay ấy đã đưa đẩy con dân nước Việt vào cảnh khốn cùng, cầm cố tất cả những gì có thể, chạy vay, vay mượn, bất cứ gia nào, đặt cược với mạng sống, trả giá bằng sự ly hương,
chọn kiếp ăn trùng ở lậu, từ bỏ tự do tại thiên đường xã hội chủ nghĩa. Và hôm nay bàn tay đã góp phần bóp nghẹt sự sống 39 con dân nước Việt trên đường đi tìm sự sống, tại sự sở dễ chết bởi thiên đường đã hết chỗ thờ, rừng vàng bạc biển đã tan hoang. Nhà giáo Thái Bá Tân đã phải thốt lên: "Mẹ ơi, con khó thở, con đang chết mẹ ơi. Tổ quốc ơi, người Việt đang chết ở xứ người. Tổ quốc ơi, hãy hỏi vì sao nhiều đồng bào phải mất tiền để chết. Xin hãy hỏi vì sao. Đồng bào ơi, đau lắm, đau không nói nên lời. Mẹ ơi, con khó thở, con đang chết mẹ ơi. Con gái ơi, con chết, lỗi bố mẹ ông bà, những người đang khó thở ngay ở trên quê nhà. Tổ quốc ơi, hãy hỏi vì sao nhiều đồng bào phải mất tiền để chết. Xin hãy hỏi vì sao." Bao năm giải phóng thế này sao, mỗi năm hàng ngàn người bỏ phiếu tín nhiệm bằng chân, chấp nhận từ giã thiên đường làm mồi cho cá, bỏ mạng nơi xứ người, bởi đâu người ta thà ở lậu xứ người còn hơn làm công dân xã hội chủ nghĩa. Đứng trước thảm họa, Đại sứ Anh Quốc gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân một cách chân thành và sâu sắc. Chính phủ Anh tích cực xác định danh tính các nạn nhân theo cách thức đảm bảo nhân phẩm, chính xác pháp y và bảo mật thông tin. Thủ tướng Anh coi đây là một thảm trạng không thể tưởng tượng, là một tội ác không thể tha thứ. Nó làm ông tan nát tâm can. Bộ trưởng Anh bày tỏ thái độ phẫn nộ tột cùng. Thế giới đang chứng kiến một tội ác chống lại nhân loại. Cảnh sát Anh cúi đầu xin lỗi vì sự khám xét quá kỹ lưỡng đã khiến cho các nạn nhân tử vong một cách thương tâm. Đại sứ Anh xem đây là một bi kịch lớn. Họ đã bị lừa vì niềm hy vọng thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn. Người dân Anh tập trung tại chức tòa thị chính, tòa nhà Bộ Nội vụ ở thủ đô London, thắp nến cầu nguyện với khẩu hiệu chào đón người tập cư, người tị nạn đến đây. Nơi 39 thi thể được phát hiện, người dân Anh cũng đặt rất nhiều vòng hoa và bảng tưởng niệm. Họ cùng nhau viết vào sổ tang chia buồn, gửi thông điệp tiếc thương tới các nạn nhân. Câu lạc bộ bóng đá Clapton dừng trận đấu ở phút thứ 39, dành một phút tưởng niệm các nạn nhân. Các phái đoàn chính phủ, các tổ chức nhân đạo cũng như các hãng thông tấn từ Anh Quốc và khắp nơi cử người đến tận các gia đình để nắm bắt thông tin, tìm cách giúp đỡ. Đặc biệt có Ủy ban Nhân quyền châu Âu nhanh chóng đến gặp các gia đình. Thì tại Việt Nam, cái gọi là nhà nước của dân, do dân và vì dân, cái đảng được tuyên truyền là chân lý, là lương tâm, là đạo đức, bị thấm nhuần tư tưởng đạo đức, phong cách heo chó mèo, lại ra sức lấp liếm, chụp mũ với lãnh đạo tôn giáo là bọn phản động, chuyên lợi dụng và xuyên tạc tình hình, gây hoang mang, bất ổn xã hội, lợi dụng xác chiên để làm tiền. Khi chẳng giấu được như mèo, thì đòi bắt bỏ tù với tội danh buôn người. Ban tuyên giáo ra quân rầm rộ với chỉ đạo, trời đạo, vu khống, xúc phạm tôn giáo, xúc phạm các nạn nhân, kêu gọi tẩy chay, coi họ là đồ phế thải, đi làm gái, chồng cần xa, bọn công giáo phản quốc, không cần bận tâm, đừng đặt tình thương sai chỗ. Nghị gật vẫn đánh cờ, ngủ máy lạnh, câm khẩu và vô cảm. Dân tình tột đỉnh hoang mang, lãnh đạo câm khẩu đi hoang chưa về. Quan chức xứ Nghệ đơn thuần coi đây là một sự việc đáng tiếc. Bộ trưởng Công an cuối cùng cũng ra lệnh cho dân phải bình tĩnh. Con gái ơi, con chết, lỗi bố mẹ ông bà, những người đang khó thở ngay ở trên quê nhà. Thậm chí bọn học ngu còn ra gây sự với những người giúp đỡ, bao vây canh giữ các gia đình nạn nhân, xua đuổi, ngăn cấm, câu lưu và trục xuất các phái đoàn quốc tế đến với họ. Sở Ngoại vụ Nghệ An còn ra công văn hỏa tốc
chỉ đạo các cấp ngành hướng dẫn các gia đình nạn nhân phải làm đơn xin giúp đỡ, cung cấp giấy tờ thân nhân đầy đủ. Bao năm giải phóng thế này sao? Thành quả cách mạng thế này sao? Quê hương là chùm khế ngọt thế này sao? Sương máu chai ngã xuống để được thế này sao? Đất lành chim đậu thế này sao? Địa linh nhân kiệt thế này sao? Đất nước đáng sống thế này sao? Thiên đường xã hội chủ nghĩa thế này sao? Thời đại rực rỡ thế này sao? Có ngộ không khi mỗi năm hàng ngàn người bỏ phiếu tín nhiệm chế độ bằng chân, chấp nhận từ giã thiên đường làm mồi cho cá, bỏ mạng nơi xứ người? Có ngộ không khi người ta thở lậu bọn giấy chết còn hơn là làm công dân tự do xã hội chủ nghĩa? Có ngộ đâu, chủ trương kế sách của Đảng là xuất khẩu lao động, là thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cảm ơn bác Kim Cự và các mộ trung ương, Formosa đã giúp hàng ngàn người quê mùa rốt nát, chân đất mắt loét, có cơ hội dẫm nát năm châu, chứ đâu thèm sánh vai với các cường quốc. Chỉ 8 tháng đầu năm 2019, Hà Tĩnh đã có 41.790 người đào thoát khỏi quê hương. Thì ra, Việt Nam bắt đầu trả lật nhân quả từng ngày. Sự im lặng của bầy cừu bất hạnh, 39 thùng nhân Hà Tĩnh, Nghệ An chết trong xe container đông lạnh. Cô bé Trà Mỹ không thở được nữa rồi. Không phải chạy tập trung người Do Thái ở Thế chiến thứ hai, nhưng cái cách lìa đời đều cùng mẫu số chung là trong phòng hơi ngạt. Cũng không phải bây giờ mới vàng tan ngọc nát, mà ngay từ sau biến cố 1975, người đã biến thành cừu. Thủ tướng Anh đau lòng trước 39 người xấu số muốn nhập cư, rằng đây là thảm trạng không thể hình dung khiến tim tôi tan nát. Vậy mà ngay chính quê hương các nạn nhân, có kẻ cầm quyền vẫn gào như hát: Việt Nam là một quốc gia đáng sống tuyệt vời, đáng sống nên người miền Nam overseas chết trên biển ngậm ngùi. Hôm nay tiếp tục người miền Bắc không ngừng vượt biên mất tích, tội nghiệp 39 oan hồn chết lưu vong vì khai man quốc tịch. Quốc tịch China thay quốc tịch Điên Rồng, vậy mà bọn tay sai bán nước nỡ gào lên: Việt Nam đáng sống. Đáng sống cái gì khi bán rẻ đất cha ông? Việt Nam chúng ta đang trải qua một giai đoạn đầy bất ổn, thử thách và hiểm nguy. Là công dân nước Việt, là con cái giáo hội, chúng ta có bổn phận đối với vận mệnh của Tổ quốc, hòa bình thịnh vượng của nhân loại.